Cảm ơn ngày hôm nay chị Vani mời anh Lucy đến đây, bởi vì chúng ta đang có những trận đấu của World Cup. Và hôm nay chị Vani và Lucy sẽ đến đây để tham gia những cái trò chơi để cổ vũ World Cup. Yeah, World Cup. Yeah, em có biết gì về World Cup không? Đúng rồi, Hàn Quốc thua Sweden 1-0. Trời ơi. Nhưng mà khi mà mình chơi bất cứ một cái game nào thì chắc chắn là mình sẽ có hình phạt. Đúng rồi. Em biết cái hình phạt by face không? By face pie in. Yes. Hả? Yes, em biết không? Biết xem trên mạng rồi. Em có bao giờ chơi chưa? Chưa bao giờ chơi luôn. Lucy sẽ được biết cái cảm giác khi mà mình chuẩn bị up game trên mạng như thế nào. Bây giờ chị Vani sẽ dùng phát thuật nha. By face ơi, hồ biết. Đây hả? Đó, đúng rồi. Chị sẽ lên đây. Bây giờ chị sẽ làm cho em nè. Để xong này ví dụ như em mời khách mời tới thì em... Ê, chưa? Lucy, em để cầm vô đây nè. Rồi, bây giờ vậy nè. Chị sẽ có 5 câu hỏi. Chị 5 câu hỏi thôi. Ừ, em làm gì cũng được. Chị hỏi 5 câu hỏi. Ví dụ như là chị hỏi câu thứ nhất em trả lời đúng thì thôi qua. Chị hỏi câu thứ hai mà em trả lời sai thì em xoay một cái. Chuẩn bị nha, 5 câu rất nhanh. Câu hỏi đầu tiên, World Cup 30 năm tổ chức một lần. 4 năm. Yes, chính xác. Câu hỏi thứ hai, năm nay World Cup được tổ chức ở đâu? Russia. Chính xác. Câu hỏi thứ ba, nước Đức đã vô địch bao nhiêu lần? 4 lần. Chính xác. Quá trời ơi, trời ơi, xuất sắc vậy ơi. Chính xác rồi, đúng rồi, chính xác. Cái đó là chính xác. Câu hỏi tiếp theo, trên sân ai là người duy nhất được dùng tay chơi bóng? 3, 2, 1, hết giờ. Cái gì? Goalkeeper. Goalkeeper gì không biết đó, chừng đợi hết giờ rồi chuẩn bị. Em không biết tiếng Việt. Xoay một cái thôi em. Không sao đâu mà. Một cái thôi, thả học ra đi. Để cái gì nó vô họng mình luôn. Lên. Một cái thôi mà. Em đố em nha, một trận đấu có bao nhiêu người? 11 người. 11 người là sai rồi. 11 người cho một đội thì hai đội là 22 người. Vẫn sai. 13 người. 22 người cộng với một ông trọng tài chạy nữa là 23 người mới đúng. Đố em nha, trong một trận bóng đá có bao nhiêu người ở ngoài sân? 3, 2, 1. Giỏi, chính xác. Ôi, sao Lucy may mắn quá vậy? Thì nó quá giỏi đi. Đây là cái sân đá banh của chị Vani với lại Lucy. Ngày hôm nay nha, chị Vani với anh Lucy sẽ chia thành hai đội. Thật ra là hai đội với lại các cầu thủ sân đây. Đây là những con thú ha, và chị Vani với lại Lucy sẽ chọn. Và chúng ta sẽ chơi bằng ngón tay. Ví dụ như thế này nè. Mình sẽ đá bóng bằng cái này. Đá bóng bằng. Như vậy là của chị Vani là bạn TZ Team. Và bạn con ngựa bằng xanh dương đáng yêu. Đây là Hà Mã, con Hà Mã. Teddy Bear hả? À, Teddy Bear. Bây giờ là mình sẽ có hai hiệp. Mỗi hiệp của mình là sẽ có 3 phút. Và khi mà chị Vani đá bóng vào trong khung thành của anh Lucy là chị Vani được 1 điểm. Và số điểm của chị Vani cũng chính là số lần quay cái Wi-Fi của anh Lucy. Quán tổ xì ra cái gì ra cái này. Ok, hai ngón tay. Bắt đầu. Một thay bóng bắt đầu. Không được luôn. Ủa sao mình chơi giống... Ôi trời ơi. Một đang một kêu một kêu. Tiếp tục. Chỉ có 3 phút thôi. 2, 3. Ok, 3 phút rồi. 2, 1. Mình đang nhắc lên. 3, 1. Sao bất lợi thế vậy? Bất lợi thế đội chủ nhà vậy? Đổi sơn để bắt đầu cho hiệp 2. Và hiệp 2 chúng ta không chơi những cái con thú bằng tay nữa, và chúng chơi bằng
mình sẽ dùng hơi thở của mình để điều khiển quả bóng. Chuẩn bị, chúng ta cũng sẽ có 3 phút cho hiệp 2. Con người nếu mà thổi nhiều quá thì sẽ hơi chóng mặt tí xíu. Cho nên là các bạn khi thổi thì các bạn thổi nhẹ thôi, đừng có thổi nhiều xin. Đúng rồi. Oh, bây giờ sẽ là hình phạt hơn. Wushi quá vui, biết vậy là chắc là tại chị Vân đi, ban đầu chị Vân đi ăn thiếu Wushi quá đó. Mình sẽ phạt từng hiệp nha. Hiệp 1 tỷ số là 5-2. Như vậy thì Wushi sẽ quay 2 lần, chị Vani sẽ quay 5 lần. 1 2. Trời ơi, 100% là chị Vani sẽ dính trưởng. Tại vì hồi nãy mấy lần kia là không được rồi. 1. Trời ơi. Trời ơi, Wushi ơi, bây giờ làm sao? Em thức giỡn mà, em dính tay của em rồi. Ủa, yêu Wushi quá à. Là sao em tức? À, sao cái tiếng nó ồn ào kinh khủng luôn á Wushi, em nghe không? Đúng rồi, người ta đang đục lỗ. Người ta đang sửa nhà. Sửa nhà thì phải báo trước chứ. Suốt ngày sửa. Thật ra cái tiếng này sẽ làm hơi ảnh hưởng tới cái chất lượng của video clip, các em thông cảm nha. Bây giờ thì tranh thủ. Hiệp 2 là 8-1. Thôi. Ủa vậy là 8 tiếp đi. Thì trước đi, xong rồi cuối cùng em. Ok. Bây giờ là vô 8 lần hiệp 2. 1 2 chắc chắn là cũng không có gì, tại vì nó cũng đã bị rồi. 2 Chị nghĩ là 3 nó cũng sẽ không có gì, tại vì... Ok. Là nãy em định hù vậy đó hả? Dạ. Mà cái này nó vô hả? Đúng rồi. 3 thì không có gì đâu. 3, thấy chưa? 4. 5. 6. Chắc chắn là hai lần mình nó sẽ dính được một số. Thiệt á, sợ quá. Đừng khóc chị ơi. 7. Wow, Wushi TV là cái trang như vậy nữa nhé. Ok.
Ok, cảm ơn rất nhiều. Và các bạn nhớ comment cho Uzi và chị Vani, đó là các bạn muốn làm thử thách gì cho hai anh chị, cho hai anh chị. Và các bạn nhớ comment cho Uzi nữa, đó là các bạn đang ủng hộ đội nào nhé. Ok, tạm biệt các em, cảm ơn các em, bye bye. Bye bye. Ô, không nhìn luôn. Ô, xây luôn, thở ra đi, thở ra chứ. Một lần thôi. Ôi kìa, sao? Một lần thì một lần hay rồi.